Trời gió quá gió. Thằng Mi nó cho anh lấy vài bộ ảnh coi nhỏ. ATV ẩm thực vùng quê xin thân chào cả nhà. Hôm nay ATV ẩm thực vùng quê còn lại với chú Tám đi tiếp tục để đi đặt bẫy nữa cả nhà ơi. Hôm nay được sự yêu cầu của một số đông khán giả cả nhà ơi, yêu cầu chú cháu tôi phải thực hiện cái cách đặt bẫy và cái cách đặt bẫy như thế nào để cho nó có thu nhập cả nhà. Thành ra là hôm nay lúc nãy trời mưa, thành ra là chú cháu không có thực hiện được. Bây giờ đang tạnh mưa rồi, giờ chú cháu đang tiến hành để mà thực hiện những cái bẫy nó còn lại nè cả nhà ơi. Hồi nãy mưa nữa đi vô trong trại chú anh thử cũng không có quay cho cả nhà xem được nữa. Rồi ATV ẩm thực vùng quê xin mời cả nhà cùng theo chú cháu tôi để xem cách đặt bẫy như thế nào hả cả nhà. Rồi chú Tám cũng đi tới qua băng qua cầu luôn rồi. Rồi chú Tám có nhắn gửi gì cả nhà không chú Tám? Ai yêu cầu đó. Rồi, giờ mình xin cả nhà theo bước chân của mình theo dõi tìm kiếm đặt chuột. Đây nó cũng giống như đây có chú Tám vừa phát hiện một cái đường mới nữa. Không được bứt bỏ nghe cả nhà. Cỏ này không nên bứt. Cứ lắc cái gập nhét vô gì nè. Mình bứt đi cái cỏ này là con chuột nó biết. Đây là dây sắt sủ nè cả nhà. Sủ đang tốt mượt luôn. Chú Tám vừa phát hiện thêm một cái bẫy nữa. Ở một cái dấu để mà đặt nữa cả nhà ơi. Chú Tám cái cờ các bạn đó chú Tám. Gặp thì chắc có thể là dính với gớt xuống sông nè, mình phải cắm nhiều cái đít lại. Đây là nước nè, đường bít xe nè. Đây đường xe Honda chạy nè nha cả nhà. Xem thấy nước vậy đó, chứ chuột vẫn nhảy qua bình thường. Đây là cái mương. Cái mương này sâu lắm cả nhà. Xem cho kỹ nha cả nhà. Đây là đường chuột đi nè. Đấy, đây là bờ mương nha. Bờ mương con chuột nó đi lên nè. Mình cho nó đi lên nó ra ruộng nó ăn đi. Rồi cái lúc nó đi về nó mới dính. Là con chuột nó đi là nó không bao giờ nó cắn được cái đường mòn này nghe cả nhà. Nên nhớ nha. Nó đi lai ra nó cắn nó làm cái đường mòn nặng nó đi nó không có đụng bỏ được mình của nó cái thằng đó. Cái gì nó tạo cái đường mòn gì. Tới nó về là nó quýnh quá là nó phải chạy tốc độ cao nó mới dính. Là cần phải có phản chống gì. Đây cũng như thế đâu. Đặt là phải ngụy trang gì nè. Đó. Cái gập phải đút cho nó sâu vô, đừng có cho thấy cái miệng gập là đạt hiệu quả. Như cái đường này là mắt thường nhìn không thấy nè, không biết được là cái đường mòn đâu nghe cả nhà. Chỉ cái cây vô ngay đó chú Tám. Đây là đường mòn. Lấy cái cây cái đầu bẹo cái đầu có cái cờ. Đây là cái đường mòn nghe cả nhà, đường mòn mà mắt thường nhìn không vừa thấy, chỉ có là nhìn thấy cái đường gì thôi nè, cái đường mòn đây. Mình chỉ giặt thôi nghe chứ không được quyền bứt bỏ nghe cả nhà. Cái gập cứ dở cỏ bình thường, nhét cho sâu vô cho nó lúc cái nắp như thế này, phát cỏ là bình thường lại. Rồi thì cũng có bao nhiêu kỹ thuật và những cái cách đặt cho chú Tám ông đã chia sẻ cho cả nhà đều xem rồi đó. Thì cả nhà còn thắc mắc điều gì nữa thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận đó cả nhà.
anh cho chú Tám ổng biết thêm. Đây một cái như thế này, đây là đồng ruộng, đây rồi nó qua đường xe rồi, mình vẫn đặt xe kiểm tra ngoài ngoài ruộng chứ không được về xe qua đây. Nếu mình chơi lại qua đây mình phải đặt xe vòng như thế này nè, là mới bắt con chuột bên kia nó đi qua, bắt chuột tốc độ lẹ đó, bắt chuột sớm. Bây giờ không cần bắt chuột sớm, mình vẫn bắt con chuột vào ruộng, con chuột nó ra ngoài lúa đó là con chuột nó máu. Nó là hai cái cách. Nếu mình gặp những cái lỗ nhỏ như thế này nè, mình phải xé dập ra cho nó vừa cái gặp, mình chỉ đút vô thôi. Bất cứ là không nói là xa gần yêu cầu, nó có là mình cứ đặt gần bao nhiêu cũng được hết, bị cái đó là cái bẫy chuột lớn. Nó nhiều quá. Vừa rồi thì chú Tám ổng cũng đã chia sẻ hai cái cách để mà bắt chuột như thế nào cho nó chính xác và cho nó hiệu quả. Thì cả nhà còn có ý kiến gì nữa thì hãy để ý kiến ở phần nhận xét cho chú Tám biết thêm nghe cả nhà. Rồi bây giờ thì cái luồng rập của chú cháu của tôi cũng đã vừa đặt xong hoàn tất cả nhà ơi. Xin phép tạm biệt cả nhà để đi ra trong trại để cho chú Tám ổng còn nghỉ ngơi ăn cơm lát nữa. Tới giờ đi thăm thì chú cháu lại mời cả nhà đi tiếp tục nữa cả nhà ơi. Rồi chào tạm biệt cả nhà một chút đi chú Tám ơi, nghỉ ngơi. Xin chào cả nhà luôn. Rồi chào cả nhà luôn anh em ơi. Đây có một fan mới nữa cả nhà, anh em thì ảnh cũng tham gia đi đặt rập nhưng mà không có chung nhóm, ảnh đi đặt rập ở trong cánh trong rồi cả nhà. Thành ra ảnh cũng có ra đây anh tham gia. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở 8 giờ để nhóm đi thăm rập chuột các cả nhà. Rồi bây giờ cho chú Tám nghỉ ngơi ăn cơm rồi chào tạm biệt cả nhà. Rồi ATV ẩm thực vùng quê cũng xin phép được giới thiệu với cả nhà. Thì lúc chiều thì cả nhóm đi đặt chuột rồi cũng tập trung ở tại trại của ông cậu Út Hồ. Thì cả nhóm vừa ăn cơm xong thì sắp sửa cũng khởi hành đi thăm rập chuột cả nhà ơi. Hôm nay đi thăm rập chuột dưới ATV ẩm thực vùng quê thì có chú Tám không à, còn em Hoàng nó về Sài Gòn rồi, còn những anh em thành viên như là anh em rồi anh Hào là anh cũng đi thăm nữa, nhưng mà anh đi sau, anh đi khác hướng cả nhà ơi. Còn cũng nhân cái clip này cũng anh cũng gửi lời thăm đến Hoàng, tại vì ảnh cũng làm khỏe ha em. Rồi khi nào á có rảnh lễ 29 gì đó thì về đây chơi. Rồi anh em mà thấy cũng khẩn trương lắm đó. Bên kia anh Hào cũng vậy, anh em là tên em luôn đó chứ không phải sáng. Rồi, hôm nay thành viên mình có một fan mới nữa cả nhà ơi. Mình đi... Thì có một fan hâm mộ mới nữa cả nhà ơi, nay cũng lặn lội đường xá xa xôi đến đây để mà theo nhóm để mà thăm bẫy chuột. Cũng có đôi lời cũng xin phép được cho anh Hào anh cũng phát biểu một ý kiến gì đó về chuột chuột ở trên cánh đồng nhà mình đó cả nhà. Chuột bây giờ thì rất nhiều, anh em tôi bẫy chuột để diệt chuột cho nông dân để đồng xuân vụ sau xuống mùa cho nó an tâm. Bây giờ nước thì không có, đồng thì khô, bây giờ anh em tôi để tập trung là ngày đêm đi diệt chuột là cho bà con nông dân được vui. Mà bắt bằng 7 chuột nha. Bắt bằng 7 chuột chứ không phải là đi xịt chuột. Bắt bằng 7, chỉ là mình làm gặp chuột là mình bắt hàng đêm cho nó nhòn bớt, nhỏ lớn thì cũng bắt hết. Đi đặt gặp chuột. Như đấy nhiều khi không biết xịt không có mình nữa mà làm 7. Rồi 7 gặp. Nãy giờ cả nhà cũng đã nghe cái ý kiến của anh Hào. Thôi anh em có còn ý kiến gì nữa không anh em? Không. Thôi giờ còn ý kiến là cả nhà đi chia sẻ là đi theo dõi đi thăm bẫy chuột.
rồi. Rồi chút xíu nữa cái mình lại đây cái mình đưa cái biết đứa hồng lên cái gọng chỗ của mình cho lên vậy. Rồi 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 với em cảm ơn anh Hào rồi. À, chúc anh Hào sức khỏe rồi, rồi ATV ẩm thực vùng quê cũng tiếp tục đi thăm rạp cả nhà ơi. Rồi. Lát nữa mời cả nhà đi thăm rạp chuột cùng với ATV ẩm thực vùng quê. Hôm nay đi thì vắng em Hoàng nó cũng hơi ít có nhộn nhịp hơn. Hôm nay có một cái thành viên mới. Thành viên này không biết có dữ dội không. Rồi. Rồi cả nhóm cũng sẵn đi thăm bảy chuột rồi cả nhà ơi. Cả nhóm đang chuẩn bị đồ nghề để mà đi thăm bảy chuột. Hào ơi, Hào ơi, chào cả nhà anh Hào ơi. Rồi, đêm nay mình đựng bằng bao là từ nửa bao này đó. Linh, chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, chuẩn bị đi thăm rạp chuột cả nhà ơi. Hôm nay đánh trận quá hồng binh luôn rồi. Đi lên hả? Ừ. Rồi anh đi lên đi. Rồi vô mùng nghỉ đi. Rồi ok. Đây, cả nhóm đang rời khỏi cái trại. Tiến vào cái đường 7 đặng thăm rạp chuột cả nhà ơi. Ở đây là thuộc địa bàn là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây cũng giới thiệu với nhà cả nhà chi tiết luôn. Thì, thành viên mới này ở dưới kinh Vĩnh Lợi, cũng chặn loại đường xá xa xôi mà chiều hồi chiều trời mưa nước nôi cỡ này nè cả nhà, nước nôi ngập cỡ này nè. Em nó tên Linh, hôm nay tham gia cùng với nhóm để đi thăm bảy chuột. Bỏ dép luôn, bỏ dép đầu cầu luôn, bỏ đó họ mất tiêu luôn nha, bỏ bỏ giữa đường. Ừ, nói chứ họ đi về đi bộ, họ đi vào không là đừng trách à. Sao chú Tám? Rồi cả nhà ơi, mới mở hàng cái đầu tiên. Chỉnh liền ha. Ở cái đầu tiên qua cầu Giáng đi dính liền. Ở trên đường cổ cả nhà ơi, đường cổ cũng có chuột cắn, chạy cắn luôn rồi. Em cũng Linh cũng là một thành viên mới luôn cả nhà ơi. Nhưng cháu nó cũng rành lắm. Đây cái gặp này hồi chiều mình hướng dẫn đặt đó cả nhà. Cái là cái đầu tiên của cái lúc mà chú Tám đang hướng dẫn. Tới cái gặp thứ hai. Ủi tanh. Dính luôn hả? Mà dính luôn hết. Cũng nhảy ngay đường cổ luôn cả nhà ơi. Cổ luôn Linh. Dính hết rồi Linh. Được. Để chỗ nó la cho mặt nghe luôn. Đây, dính. Mini. Đây là mini. Kiến lửa cắn quá cả nhà. Trời ơi, đứng nhổ kiến lửa luôn. Hả? Đâu có xây ra đường mình không ơi Linh ơi. Quay ra ngoài mặt lộ mày Linh. Mày cứ ngậu đâu là mày xây đó, đừng có xây xuống dưới là sáng chạy cua không á. Xuống sông á. Nổi xuống sông chạy cua á. Sập á Linh. Ôi cả nhà ơi, con cục lớn. Con đó mới chạy ngay đường á. Mấy con nãy quýnh quá nó chạy không ngay đường chứ. Đó, nghe đụng, dính không? Bóc, dính à. Nghe cái bóc luôn hả? Ừ. Con đâu có quay được cái hình đó đâu. Đây nè, con dính cái đít hoài nữa nè. Đó, mới vừa phát. Ồ, mới vừa hai con luôn. Hai con đúng rồi. Chạy lượt hai con. Hai con, một lượt hai con. To mày chạy thế đó. Thấy mày chạy rõ ràng. Đây nè, ủa, không dính. Không dính luôn.
đặt rồi. Ừ, đặt cái rạch nằm đâu cũng kêu luôn. Không thấy cái rạch. Đây nè. Dính gà dính chuột bự luôn hết lên. Bự luôn. Wow. Hai con luôn. Đúng là tay thơm thảo thiệt chứ. Cứ tới đâu dính chuột bự hay là hai con không? Dính hai con luôn. Kìa con mẻ nữa hay gì kìa. Đơn con nữa kìa. Dính đuôi nó ngang cái chừng nó ngang. Cái đuôi là nguy hiểm lắm, tôi thấy rồi chứ. Thôi được đó. Có gốc lạ nó mới chuột nó ra sớm. Đằng nẵng quá trống rồi, đúng không? Ra. Thì cái giá sau khi kia là đi thăm là dính mạnh luôn. Này đi đèn sáng mất tiền của tao. Sáng nhìn mình như là trước à, sau đi thăm đem hai người nữa kìa. À, cái đó là bảy bên đó hôm qua của ai? Bảy giờ chiều đó của ai? Bên đó của ông Tư Khang. Đó miệng xuống lúa hả? Dây ngoài không có. Vậy là Khang đi thăm giờ này á hả? Ừ. Vậy là nãy giờ nó thăm, nãy giờ nghe nói chuyện sùm. Mới vô á. Rồi, trời rồi, đúng rồi, nghe nó nói chuyện nãy giờ. Nói lên. Rõ luôn cưng. Thôi sao? Lộm. Bên đây nữa hả? Liền kỳ luôn. Chừng quấn đuôi đó. Quấn đuôi thì bị cắn chứ có gì đâu. Bị đá. Cái đầu. Rồi gỡ cái đuôi chuột này. Đá tiếp qua. Bữa nay chắc không có thành viên nào bị chuột đá đâu. Cái ghẻ mắt. Cái giò quà cũng sợ. Để tôi dựng cái đầu cho nó được. Trời ơi. Cái này sập mà quá nhí vậy chú Tám ơi. Rồi hết thân luôn cả nhà ơi. Em bé mini. Từ nào giờ mới gặp con nào mà đủ lông đủ lá mà nó nhỏ cả này. Thì con này lông lá nó dư luôn mà quá nhỏ. Em bé này mà làm phụ tục. Đưa lên. Vô. Rồi làm tao hết hồn. Rồi cái đường này gì mà không đặt đường nào trời. Cái đường đây chơi không đặt. Đường này nè. Kính dữ luôn. Nói cắn cỏ luôn. Giờ ra đây nè, lụm nè. Đây quay ra lụm nè. Có cái chuột nhỏ. Kìa. Con mén nè, cái chí mén nè. Không. Hết rồi, đi đâu. Đó thì bắt luôn. Bắt luôn, có gì bắt nấy cho tao ơi. Rồi. Ở đây mình đi hưởng ứng phong trào diệt chuột mà. Lớn nhỏ gì làm hết. Có quá một hai con thả cho nó đi cho nó có. Nó nhân giống lên cả nhà ơi. Này chú Tám ơi. Đổ đi ơi. Ông đổ đó cái gì? Ông có không? Có. Có là giả nó đi, giả đập nó đi chứ. Nè đổ này đi, gài lại cho con lên kia đặt không? Nó gài đó đi. Đây nè. Mới đi chơi. Một tay cầm máy chứ một tay đặt là tịch lắm á. Cả nhà ơi. À, gài cái bẫy nè. Gì nó lên đó đâu vậy tao con gì chuột nó hất mèo hết hồn ba gì đó nó lộn mèo vậy hả lộn mèo hả tưởng nó nói nó lộn mèo chứ đâu nói mèo gì hả chuột mà nói mèo sao được hết cả nhà. Nghe lộn. Có lỗi cùng cả nhà. Quá thấy luôn. Mini. Hết thân con chuột luôn. Hết thân con chuột luôn. Con máy này thôi tôi tránh qua một bên đi. Về đạp nó luôn kìa. Che giấu. Vỏ ra. Ta không ngại mi. Ta không ngại mi. Mà mi dính gì ta mà chết.
Nó cả lên ơi, nó sập trước rồi mà nó còn chưa biết nó là ai nữa, nó đang làm gì ở trong này nữa. Đổ luôn, bế bọng nó lên ha, bế bọng ra, đừng thấy vậy mà giỡn ngang, đừng cứ bỏ để đi, để mấy cậu xử mấy nó cho. Ngon nó lên ơi, chuột bành nó lên luôn, chuột làm không bự lên luôn. Chuột này mới vô, chuột này mới chạy luôn rồi cả nhà, chuột mới chạy luôn, chưa có lạng nào, chưa có lạng nào. Có Khang không? Con em không có đâu, đâu có ai đặt nó luôn, nó mới tin nè. Anh biết đâu, đây cũng chất quốc nè. Chất quốc à, anh đây cũng vậy nè. Ê, cả nhà giới thiệu hai thành viên mới đó cả nhà ơi. Ê, Khang em tôi đi với thằng bạn đó. Để nó nữa mình lại đảo mình họp nhóm. Khoảng mấy ký Khang? Vậy là hết rập đó hả? Lát nữa có gì lại đang chạy trước đi Khang. Mini nữa hả? Kè đâu đó nữa, chú Tám chỉ rồi kìa. Có lý rồi Linh ơi. Cũng coi bộn bộn á, coi được á. Cái núp lùm này không biết có không nữa nè. Không có luôn. Đâu? Dở này chứ đâu? Dở cao. Dở cao quá. Té đáy quá. Dở cao quá nó sợ té đáy phải ừ. Dở gì vừa thôi em, nó yếu tim. Không rồi. Vinh. Vinh. Dở lên chú Tám ơi. Mini. Dở vừa dở nó đáy nữa vậy. Quá nhỏ rồi. Bự bị bắt luôn hết rồi cả nhà. Bữa này ít quá các ơi. Yếu quá yếu luôn, bữa này yếu quá yếu luôn. Yếu này là không còn chỉ yếu nữa. Phải nói là hết chuột á. Đây nè. Quá bảy, cuối luôn. Hết chuột luôn. Ủi luôn. Cái đường này hết rồi, từ khi mà cái đường này nước vô á nó mới có rồi sập hầm luôn. Không có. Sao vậy đâu đâu được cái gì à? Con gì à? Con cũng giáp giáp được. Con cuối được nhiêu đây hả? Này cũng được cỡ khoảng giáp vòng con chuột cuối cùng. Có cái đập mà dính không? Dính mini luôn hả? Dính mini. Hết đập rồi đó. Còn mấy cái cờ đó là hết rồi. Vậy 250 cái hả? Sau một thời gian đi thăm bẫy thì cả nhóm thu nhập được như đây nè cả nhà ơi. Cái này thất quá luôn. Cái này đi từ trên xuống đây mà 200 mấy chục rạch luôn mà nó dính yếu quá luôn. Như là chục dính mà nó nhỏ không à. Ở đây là rộng của chú Tám được như đây. Còn rộng của con cháu Linh, Linh em coi. Yếu quá cả nhà, cái này dỗ lắm chừng 2 ký không tới nữa. ATV ẩm thực vùng quê cũng xin phép được cách clip ở đây cả nhà. Chú Tám ơi,
đâu chú Tám ông rồi. Đây. Làm thủ tục cái kết clip với cả nhà luôn chú Tám ơi. Rồi, bữa nay xin chào cả nhà. Bữa nay mình hơi bị thắt luôn rồi cả nhà ơi. Buổi Linh ơi. Dễ như cũng như được 3 kg chuột rồi cả nhà. Linh ơi. Rồi. ATV ẩm thực đường quê cũng xin phép được kết clip ở đây cả nhà ơi. Để ATV ẩm thực đường quê cùng với lại chú Tám với lại nhóm đi lên trên gò của ông Cẩu Hồ. Chắc bữa nay chắc cũng có cái buổi tiệc nhỏ nhỏ nữa đó cả nhà. Được lúc đi thì thấy nó hăng hái quá vậy sao sự lời chú Tám. Hát hồi vậy chú Tám. Ta nổ rồi, yếu rồi. Hát lại đi. Bà nào hát đi. Hát hồi thì sao ta được. Thôi. Anh đi chảnh trước rồi nha. Có gì lắm nữa lên chảnh tăng cường thêm không. Quá yếu rồi. Cái này không đủ gì. Thầy chịu thất. Thức tròn đêm nay đủ nước mà thôi. Rớt về được con cả nhà. Nó mới chạy. Dì lên. Rồi. Vậy. Đâu. Đây nè. Ô, một cục bành. Gì? Chạy đi xoay sảy luôn hả? Ô, sảy luôn rồi. Sảy đây nè. Ừ, sảy rồi. Chạy dưới rồi. Con đổ vô nó không có đè nắp xuống. Anh đổ anh không đè nắp xuống rồi đổ lọt ngoài luôn. Con câu màu à? Tại con á, tại cái nắp. Chim nữa nha. Tốt bắt luôn. À, đừng thấy cứng lắm, đừng bắt là đừng đòi đèn để. Đừng bắt à. Bắt nướng luôn. Bỏ đi. Thôi. Chim đẹp ghê luôn. Rồi, con chim. Chim sâu cả nhà ơi. Trời gió quá. Thằng Yên nó cho anh lấy vài bộ ảnh coi nhỏ.